Chào mừng các bạn đã đến với Mua Hàng Online. Và để nói con máy Samsung nào mà để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất đó, không phải là những cái dòng flagship cao cấp đâu, mà chính là cái con máy này này, huyền thoại Samsung Galaxy Z7 Pro cùng với Z7 Pro. Đây là hai dòng Galaxy Z có thể nói là nổi đình đám vào năm 2016, cái thời điểm mà mình tin là thị trường smartphone thì Samsung vẫn đang là ông trùm. Chúng ta chưa có đa dạng cái sự lựa chọn giống như thời điểm bây giờ đâu. Bây giờ thì nào là Xiaomi, rồi là Techno, Infinix, rồi là Realme, rồi là rất nhiều những cái hãng khác ha. Đó, và con này khi mới ra mắt thì bán với phân khúc giá là hơn 7 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm bây giờ thì mức giá của nó tất nhiên rồi, rơi vào tầm hơn một củ thôi. Các bạn có thể là mua tải shop của ông anh mình ha, với mức giá tầm 1.250.000, và các bạn sẽ được một cái chiếc máy mà hình thức tầm khoảng là 98% ha. Và con này thì các bạn đã có thể nhìn thấy này, hình thức cực kỳ là đẹp luôn. Và nếu như mua hàng cũ, các bạn sẽ test kỹ trong vòng 3 ngày giúp mình ha. Và các bạn cứ yên tâm đi, vì đây là shop ông anh mình, nên là có bất kỳ những cái vấn đề gì thì các bạn có thể là nhắn tin trực tiếp cho ông cũng như là cho mình ha, để được support tất cả những vấn đề liên quan. Và con này các bạn thấy này, đó, mặt lưng được làm bằng kim loại cực kỳ là cao cấp. Và các bạn sẽ nhìn những cái cổng kết nối này, mình thấy là cổng 3.5 rồi là micro USB vẫn còn rất là mới luôn. Rồi, và thời điểm hiện tại thì con Galaxy Z7 Pro có thể làm được những cái gì, và nó có xứng danh với huyền thoại một thời hay không? Các bạn hãy xem đến hết video ha. Đầu tiên, cái thứ mình muốn nói là về thiết kế đi, phải công nhận là cầm con này trên tay nó vẫn cho một cái cảm giác nó cực kỳ là chất. Build con này thì cứng cáp chắc chắn. Chúng ta có vỏ làm bằng kim loại ha, bao gồm là cái phần mặt lưng và cái phần bộ khung này luôn này. Và chúng ta có sắc cắm 3.5, bộ khung thì có những cái vạch anten này để bắt sóng được tốt hơn. Và điểm thứ hai mình thấy con này vẫn rất là ổn, đó chính là về cái tấm nền màn hình. Máy sẽ có kích thước là 5.5 inch với tấm nền Super AMOLED với độ phân giải là Full HD, tỷ lệ là 16:9, mức độ điểm ảnh là 401 ppi, và tất nhiên đây là một cái màn hình theo cái tỷ lệ cũ 16:9, nên là kích thước 5.5 inch thôi, nhưng mà cảm giác nhìn nó rất to ha. Nó to như ở là màn 5.5 trên con iPhone 7 Plus à, và cảm giác như nó sẽ to như kiểu những cái màn hình tầm 5.8, 5.9 cho đến 6 inch trên một số những cái con máy mà tỷ lệ mới tầm 18:9, 19:9, 20:9, dạng kiểu như vậy. Và chất lượng tấm nền con này thì thực sự là vẫn khá tốt, kể cả thời điểm bây giờ ha, mình nhìn lại thì khi mà các bạn mắc cái độ sáng lên thì màn hình con này thì nó vẫn cho một cái độ sáng tốt, có thể quan sát được ngoài trời cũng như là về chi tiết và góc nhìn. Cũng như là màn hình này thì màu sắc nó khá là trong trẻo luôn, có thể nói đây là một cái tấm nền màn hình zin. Và tấm nền màn hình zin thì chất lượng của nó thì cực kỳ là ổn áp ha. Và cái màn hình này thì các bạn vẫn có thể dùng để mà xem video và giải trí rất là ok. Đó, mình sẽ chiếu một video YouTube cho các bạn thấy ha. Và với cái tỷ lệ 16:9, các bạn zoom nó phóng to nó ra thì nó sẽ lấp đầy màn hình luôn, và các bạn không cần phải zoom ra, các bạn thấy chưa. Và điểm tiếp theo là loa ngoài con này thì cũng rất ổn nhé, kể cả thời điểm bây giờ mình review, loa ngoài rất là to thì các bạn có thể là xem âm thanh. Và loa ngoài con này thì điểm mà mình thích và kể cả là mình thấy vẫn là một cái thiết kế thông minh ở thời điểm hiện tại, là loa nó đặt ở bên trên góc phải. Thì việc này sẽ giúp là không bị cấn nhầm tay khi mà chúng ta cầm ngang như thế này này để mà sử dụng hay là chơi game. Đấy, các bạn có thể thấy ha. Tấm nền màn hình rất ổn luôn, màu sắc tươi tắn, rực rỡ, sống động, đúng với tính chất của màn hình tấm nền Super AMOLED của Samsung. Hiệu năng của con Z7 Pro bây giờ thì nó có thể làm được những cái gì? Thì con này thì cấu hình thì các bạn có thể thấy là máy trang bị chip là Exynos 7870. Một con chip nó cực kỳ là huyền thoại và trang bị trên rất nhiều model giá rẻ hay là tầm trung của Samsung, có thể kể đến như kiểu là Z7 Pro, Z7 Pro, rồi là một vài những cái con máy thuộc dòng A khác nữa. Đó, và chúng ta có những cái phiên bản RAM ROM khác nhau, và bản mình có đây là 3 RAM cũng như là 32GB bộ nhớ ROM ha. Và máy sẽ có cái phiên bản 3, 6, 4 cũng như là 3 và 16, và đây là cái bản có thể nói là chính giữa rồi. Và có khe cắm thẻ nhớ ngoài, và con này thì nó có hai khay. Một cái khay này là SIM này, một khay này là SIM cổng thẻ nhớ mình đã lắp vào để mà test hai SIM rồi. Và Exynos 7870 là một con chip Exynos giá rẻ khá là thành công, khi mà nó mang lại hiệu năng xử lý tốt và ngang tầm với một số những con chip Qualcomm cái thời điểm mà trước đây, ví dụ như con 625. Và với con Z7 Pro này thì bây giờ các bạn xài với những cái tác vụ cơ bản á, thực ra là nó vẫn chấp nhận được nha. Chỉ có điều nếu như các bạn chạy một lúc mà quá nhiều app thì tất nhiên là với 3GB RAM thì nó sẽ không thể đáp ứng được, nó sẽ xảy ra tình trạng chậm. Còn nếu như bạn chạy một lúc tầm 2 cho đến là 3 ứng dụng thì nó vẫn có thể xử lý được ok ha. Và mình cũng khuyến khích các bạn là nên cài những cái app Line, tức là những cái app rút gọn trên con máy này. Ví dụ như là chúng ta có Facebook Line, rồi TikTok Line thì những cái trải nghiệm nó sẽ là ok hơn, nó mượt hơn ha. Ở đây mình có đây là TikTok gốc và TikTok Line này. TikTok Line thì nó chạy mượt hơn.
các bạn thấy chất lượng âm thanh loa ngoài con này nghe cũng khá là to rõ ràng. Và cơ bản thì vẫn còn ok ha. Còn chơi game thì sao? Chơi game thực sự con này tạm tạm thôi các bạn ạ. Các bạn chơi những cái tựa game nhẹ nhàng như là chém cây cây, pizza, sắp với super thì nó vẫn còn có thể là chơi được. Tất nhiên nó vẫn bị khử. Có thể nói các bạn chơi một số những cái tựa game mà nặng đô hơn đấy, kiểu Liên Quân Mobile, thực ra là nó vẫn có thể vào được nha và vẫn chơi được. Nhưng mà tất nhiên là chơi gọi là chơi chống cháy thôi, không thể nào mà chơi mượt được. Mình cũng có thử test một ván Liên Quân Mobile map 3v3 trên con này thì tất nhiên nó không lên được 60, nó lên tầm 45 thôi, nhưng mà chiến thì mức độ như mình đã nói là chống cháy thì được, chứ không phải là mua về cày game. Với lại quan trọng là mức giá là một củ hai thế này thì chúng ta cũng không thể nào mà mua được con máy nào mà cày game tốt cả. Tầm này các bạn chủ yếu là mua làm máy phủ thì ok thôi. Và về phần mềm thì con này nó đang còn chạy trên cái Android 9 và phiên bản One UI là 1.1 ha. Đây là cái giao diện mà chuyển qua từ giao diện là Xperia. Con G7 Pro này mình nhớ là cái thời điểm 2016 là khi mới ra mắt nó chạy giao diện là Xperia, giao diện cũ. Và sau này thì mới lên gọi là giao diện One UI 1.0 ha. Giao diện này thì ok, nó vẫn có một vài những cái tính năng thông minh để các bạn xài, ví dụ như là những cái tính năng nâng cao này, game launcher này, Duo Messenger này, clone ra hai app để mà dùng hai tài khoản mạng xã hội ấy, một vài những cái tính năng khác. Và đối với Samsung thì chúng ta vẫn có cái tính năng là ghi âm cuộc gọi. Mình thấy là tính năng ghi âm cuộc gọi ha. Để làm máy phủ thì cũng khá ok, và con này thì cũng có hai sim hai sóng với lại một cái khe cắm thẻ nhớ ngoài. Và pin thì cái thời điểm mà năm 2016 mình test con này thì mình cũng đã rất là ấn tưởng về cái thời lượng pin trên con này rồi. Đây là một trong những con máy tầm trung mà có pin rất tốt. Và pin con này ở mức 3600 mAh ha, và sạc thì tất nhiên sạc chậm thông qua cổng micro USB rồi. Và con này rất là cầm pin luôn. Con này thì các bạn thấy là mình test nó ở lúc là 13 giờ ha, pin 82% và mình test tẹt ga. Đến bây giờ là 17 giờ 29 thì nó vẫn còn 41%. Tính ra nó hao có bao nhiêu phần trăm các bạn? Hao đâu đó có tầm là 40% mà mình test rất nhiều. Còn về camera con này thì cái thời điểm 2016 thì có cái quảng cáo lùa gà, đó là camera thách thức bóng đêm, cam chính là 13 megapixel và cam selfie f1.7 ha. Và camera selfie con này là 13 megapixel f1.9. Cam trước cam sau thông số như nhau luôn. Và giao diện camera con này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cam selfie ha, và đây là cam phía sau của con này này, các bạn thấy ha. Có một số những cái chế độ chụp cơ bản thôi ở cái thời điểm nhiều năm trước. Và chất lượng ảnh chụp con này thì các bạn có thể nhìn một số tấm mình chụp nhanh này. Nếu như chụp điều kiện đầy đủ ánh sáng thì vẫn chụp được những cái bức ảnh có chi tiết khá là ổn các bạn ạ. Con này thì mình khuyên thật lòng là nên chụp trong điều kiện đủ ánh sáng ha. Chứ để mà nói chụp trong điều kiện phức tạp, thiếu sáng, thấy đây, hay là chụp ngược sáng thì không ăn thua. Tấm chụp ngược sáng ảnh nó tối hù luôn. Thấy chưa? Phải căn chỉnh lại thì nó mới sáng được xíu. Tóm kết lại thì với mức giá là một củ hai thì ok, con này để nói mà phế chưa thì mình nghĩ là nó vẫn chưa phế. Nó vẫn sẽ dành cho những người mà yêu thích Samsung và yêu thích dòng là G7 Pro này. Bởi vì là cái thiết kế, tấm nền màn hình, cái loa, pin trâu đó thì có thể cân nhắc ra. Nhưng mà các bạn phải mua những cái shop uy tín và phải mua những cái hình thức hàng nó phải đạt chuẩn, nó cao một tí, kiểu như là tầm 98-99% xài nó mới ok ha. Còn nếu như những cái con này mà hàng nó cũ nát quá, pin chai thì mình nghĩ là cũng không ăn thua đâu. Và tất nhiên nó sẽ không phù hợp với những cái bản mà yêu cầu quá cao ở một cái con máy tầm giá một củ hai như thế này, thì đảm bảo các bạn phải nâng tiền lên tầm ít nhất là hai củ mới mua được những cái con máy nó ổn hơn ha. Máy mới thì nó ok hơn. Còn nếu như trong tầm này thì mình nghĩ là không phải là người nào cũng có thể mà bỏ ra số tiền nhiều. Thì con này mua về làm máy phủ hay sim hay sóng vẫn ok đó, hoặc mua cho người già xài những cái tác vụ cơ bản giữ kết nối liên lạc với con cháu thì mình nghĩ là con này nó vẫn có thể đáp ứng được ấy, khá là ổn ha. Tất nhiên là dùng cơ bản thôi. Rồi thì nội dung của video đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Link mua con này thì mình sẽ để bên dưới mô tả video, các bạn quan tâm thì cứ bấm vào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.